Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Sao Việt. Và Đa tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ông Cao Thắng được vợ yêu Đông Nhi tổ chức sinh nhật tuổi 34 trên bãi biển thơ mộng. Nhân dịp đặc biệt, Đông Nhi ông Cao Thắng cùng nhau set up một buổi hẹn hò lãng mạn trên bãi biển để hâm nóng tình cảm. Đông Nhi vừa khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi khoe hình ảnh chúc mừng sinh nhật chồng yêu ông Cao Thắng. Cả hai đã có phút giây hạnh phúc bên nhau trong không gian lãng mạn trên bờ biển. Nhân dịp ông xã bước qua tuổi 34, Đông Nhi gửi lời chúc đầy tình cảm. Chúc người đàn ông đã hết độc thân, sinh nhật tuổi 34 luôn hạnh phúc bên cạnh vợ yêu như trước giờ nhé. Happy birthday chồng yêu. Người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến sinh nhật ông Cao Thắng và không quên bày tỏ niềm ganh tị trước sự hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Cặp đôi có vẻ như rất có duyên với biển khi lễ cưới cũng được tổ chức dưới ánh nắng chiều hoàng hôn tuyệt đẹp của biển Phú Quốc. Vài giờ là mừng sinh nhật bên nhau trong không gian tuyệt vời của một bãi biển khác xinh xắn không kém. Trước đó vào đầu tháng 11/2019, Đông Nhi ông Cao Thắng chính thức nên duyên vợ chồng sau 10 năm yêu nhau. Cả hai tổ chức lễ cưới ở Phú Quốc với sự tham gia đông đảo của nhiều bạn bè đồng nghiệp cùng gia đình hai bên. Chính vì vậy, đây là sinh nhật đầu tiên ông Cao Thắng Đông Nhi ở bên cạnh nhau với danh nghĩa là vợ chồng. Nam em tức giận tuyên bố đi kiện khi bị tố làm người thứ ba. Bị mọi người chỉ trích quá nhiều trước scandal này khiến cho người đẹp bị tức nước vỡ bờ, phải tìm đến cơ quan chức năng. Vào những ngày đầu năm 2020, khán giả xôn xao không ngừng giữa scandal của nam em Quốc Bảo, Bảo Trân thông qua chuyện tình cảm. Cụ thể Bảo Trân tố nam em là người thứ ba, xen vào hạnh phúc gia đình người khác dù biết người đàn ông này đã có con gái 3 tuổi. Thậm chí Hoa Khôi gốc Tiền Giang còn thoải mái công khai mối quan hệ tình cảm, thách thức khiến cho Bảo Trân bức xúc đến mức phải liếc xéo nam em tại thảm đỏ lễ trao giải. Nam em tìm đến cơ quan chức năng giữa scandal. Ngay khi câu chuyện tiếp diễn mọi thứ đã đi khá xa, cộng đồng mạng thay nhau chửi bới khiến Hoa Khôi miền Tây rất bức xúc. Đến mức cô quyết định sẽ làm sáng tỏ câu chuyện này. Cách đây ít phút trên trang cá nhân nam em vừa đăng tải, tôi xin phép được đâm đơn kiện vụ này. Tôi không im lặng nữa, vừa lợi dụng mà còn vừa vu khống ai mà nhịn cho nổi. Thử hỏi mọi người ở trong vị trí của tôi đi, tôi hiền quá nhiều rồi, không hiền nữa. Cụ thể dòng trạng thái của cô nàng, dù muốn bình yên hoạt động nghệ thuật nhưng nam em liên tục vướng phải thị phi. Nam em lên tiếng khẳng định chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Quốc Bảo. Ngay khi phía Bảo Trân chủ động công khai thật hư của việc liếc xéo nam em trên thảm đỏ sự kiện, khẳng định do người đẹp Tiền Giang cố ý xen vào hạnh phúc gia đình người khác, thì ngay lập tức Hoa Khôi cũng lên tiếng phản pháo thẳng thắn. Nam em cho hay, nam em chỉ muốn chia sẻ một lần duy nhất như này. Một, đã cắt đứt mối quan hệ với Bảo từ lâu vì biết được nhiều chuyện không tốt. Hai, không quen biết bạn Trân, nên Trân không được nhắc tên nam em dù trong bất cứ chuyện gì. Nếu nam em có làm gì sai pháp luật, xin mời ra tòa kiện nam em. Còn chuyện gia đình Trân tự giải quyết. Ba, yêu cầu bên phía Trân cư xử văn minh và không có thái độ vu khống hoặc tố cáo. Nếu tiếp tục vi phạm, xin mời lên tòa có pháp luật giải quyết. Bốn, xin báo chí đưa tin khách quan và chính xác, không phải dựa vào thông tin một phía rồi đăng tải. Từ đầu tới cuối cứ nhắc đến nam em, kể lễ lùm xùm cũng từ một phía, nên coi lại động cơ giùm. Nam em xin phép đừng đưa nam em vào câu chuyện này. Dù bị chỉ trích khá nhiều và từng có thời gian tâm lý không tốt vì những lời tiêu cực, nhưng đây là lần đầu tiên khán giả thấy cô nàng quyết tâm làm sáng tỏ, không chấp nhận các bình luận phỉ báng mình đang ngày càng diễn ra trên mạng xã hội. Đồng thời khi đã cảnh cáo không được nhắc tên mình vào scandal, nhưng phía Bảo Trân vẫn bóng gió trong mỗi bài viết. Có lẽ chính điều này càng khiến nam em tức giận và muốn tìm đến tòa để giải quyết.